cho anh em. Anh em về 10 tấn hàng thanh lý đồ nghề. Cho trong góc trước nha. Bao hơn tấn à, bao hơn tấn luôn hả? Bao lớn cho nó gốc trong kia trước đi. Người ta trữ gạo, em là trữ sắt này, lỡ chốt hàng thanh lý rồi. Cho nó gốc trước đi cho nó dễ. Bán số lượng nha anh em, bán sỉ. Có thể lấy thằng bao, giá rất mềm, chỉ tầm 50 chai cho bệnh. Chồng lấy bao đó luôn.